Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ đem lên cho mọi người một sản phẩm, đó là cái kích thước dây của hãng Bunkin. Cái kích thước này mình mua là chiều dài là 5m, giá của nó là 100.000 ha. Đây là lần đầu tiên mà mình mua một số sản phẩm của bên hãng Bunkin này. Theo cái anh bán hàng anh nói, đây là cái hãng của Thái Lan. Cái móc keo này họ làm vào đây rất là cứng cáp nha. Cái ưng ý từ cái cách mà trang trí sản phẩm như thế này, cái cách làm qua một sản phẩm rất là hay. Mình mẩy cái giữa này lên để cho cái chốt này nó vung ra thì nó sẽ tuột ngược lại. Đây, cái chốt rất là hay. Cái miếng này cầm cứng cáp đã lắm nha. Cái này nó giờ nó có sẵn một cái đầu móc keo đây rồi, chắc mình sẽ giữ lại cái này để mà mình nghiên cứu mình tạo chế cái gì đó để cái keo đi luôn, tại vì mình cảm thấy cái này nó rất là chắc. Đây là như họ sản xuất cho nội địa, của thị trường nội địa họ sao không có tiếng Anh, chỉ toàn là tiếng Thái thôi. Họ có kẹp sẵn một cái cọng dây trong đây luôn. Cái bát này rất là chắc nha, nặng nha. Mình thích do là đợt mẫu, cái mẫu thước dây sau này nó sẽ thông minh hơn, nó có được hai cái đầu 500 đây nè. Mình sẽ thích nó vào cái tầm tâm đó. Nếu mà không hoành bài hết, nó sẽ tự thích vào và kéo giãn ra. Cái bản này nó cũng lớn nha. Một cái mà cảm giác mà kéo như thế này nè, hay lắm nha. Rất là cái cảm giác bạn kéo ra nó rất là xịn, chứ không phải là như mấy cái đồ mà mình đã từng mua ở ngoài thị trường đâu. Tuyệt vời luôn đấy. Hãng màu cam đen, hai màu này cũng phối hợp lên rất là đẹp nha. Và đây là cái công dụng của cái thước đo Bunkin này nè, mình sẽ cho chúng ta cùng xem nha. Đây, nó sẽ tự động khi chúng ta để gần, khi chúng ta để gần cái vật sắt này, để gần nó sẽ tự động hết luôn, và tự kéo dạng một mình chúng ta vẫn có thể đo được. Ở đây là khoảng 1m75. Bây giờ mình thử xa hơn nữa nè, để coi nó còn dính tốt hay không. 3m1 vẫn còn ấy ra, mình sẽ cố gắng kéo xa hơn nữa để coi nó có thể kích thước này tối đa cũng là 5m. Một mình có thể đo được khoảng cách này không? Ồ, ở đây là 5m là đã hết rồi nè. Ồ, hết luôn. 5m vẫn giãn hết cái thước này, nó vẫn hết được nha, nó không có bị rớt xuống nha. Đó là cái tính năng cái đầu 500 của cái thước này. Dụng cụ bây giờ rất là thông minh. Cái thước này 5m 100.000 của hãng Bunkin nha. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.